Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay tiếp tục em lên sóng cho bác các mẫu cần câu lua, các bộ cần câu lua đi với máy nhé. Đi với máy quên, em đưa mẫu nhầm, từ bỏ cái mẫu ra. Đây. Bác đợi một chút. Đi với máy FX 2500HG. Đấy, đi FX 2500HG nhé. Của Shimano nhé, của Shimano. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé, alo em. Thì báo giá luôn cho bác nhé. Đây, đi xem thông số máy đã. Đây, máy FX 2500HG đây. Tốc độ dây là 6.2:1, tải max là 4 kg. Trọng lượng là 250 g, 3 bạc đạn, thu là 88 cm nhé. Thì bộ thứ nhất, bộ số 1 kìa. Các bác nhớ là gồm một bộ này gồm có một cần, một máy, một dù nhé. Đây, một dù X8. Anh em có thể lựa chọn các size từ 1.0 cho đến 2 chấm nhé. Đấy, hiện tại em có mẫu này đến 2 chấm. Đấy. Từ 1.0 đến 2 chấm, 1 chấm, 1.5 và 2 chấm. Đấy. Còn mẫu nào thì các bác, còn mẫu dù nào thì bác lấy mẫu đó, hoặc có thể là thay đổi sang mẫu khác tương đương, nhưng mà giá có thể là cao hơn một vài chục. Đấy, tùy nhé các bác nhé. Đấy thì sẽ được tặng kèm một con nhái như này. Tặng kèm một con nhái như này các bác nhé. Đấy, tặng kèm một con nhái. Thì bộ thứ nhất có bộ thứ nhất và bộ thứ hai. Đấy, đi với cần Squidfire nhá. Hai bộ đầu tiên em báo giá trước, xong em sẽ giới thiệu cần cụ thể nhé. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai có giá là 890.000 một bộ. Một bộ nhé, có một cần, một máy và một dù tặng kèm một nhái. Bộ thứ ba có giá là 940.000. Bộ thứ ba có giá là 940.000 nhé, 940.000. Đó, 940.000. Bộ thứ tư có giá là 1.130.000, 1.130.000. Bộ thứ năm có giá là 1.540.000, 540.000. Và bộ thứ sáu có giá là 1.590.000, 1.590.000. Các bác nắm được giá nhé. Đấy, vậy ở đây có 6 bộ cần với mức giá là 890.000 này, 940.000 này, 1.130.000 này, 1.540.000 này và 1.590.000. Bây giờ vào cụ thể nhé. Máy thì các bác biết rồi đây. Máy đây rồi. Đấy, FX 2500HG. Đấy. Đấy, FX 2500HG. Đấy, rất êm mượt, nhẹ, nhỏ. Đấy, đấy. Thích hợp cho anh em đánh lua mà. Lua thì anh em cứ đánh máy từ size từ 2.000 cho đến 4.000. Tùy các bác chơi nha. Hiện tại đây em đang lên cho các bác mẫu size từ 2.000, 2.500, 3.000. Tùy em sẽ lên nhiều mẫu khác cho các bác. Em có rất nhiều mẫu mà. Anh em có thể ghép thoải mái. Đấy, vừa đánh lua thì đánh triệu máy được. Đấy, cần thì hai cây đầu tiên này, hai cây đầu tiên, hai bộ đầu tiên này sẽ đi với cần Squidfire có mã là 662MF và 772MF nhé. Đấy, bộ đầu tiên này có giá này, có độ dài là 1m95 nhé. Bộ thứ hai có độ dài là 2m1 nhé, đều là cán gỗ bần này, cán gỗ bần này. Đấy, đều là dàn khoen một chân này anh em nhé, dàn khoen một chân. Dòng lua thì chủ yếu là dàn khoen một chân. Nha. Ít khi có khoen hai chân, có nhưng không đáng kể. Đấy. Chủ yếu là khoen một chân. Nó chiếm đến 90% là khoen một chân. Ngoài ra có một số mẫu khoen hai chân nhưng ít hơn. Đấy. Bộ thứ hai thì tương tự, dài 21 thì em không quay cần cho bác nữa. Bộ thứ ba này. Bộ thứ ba thì là đi với cần Crossfire vàng 702M, độ cứng M nhé, độ cứng M. Để đánh nuôi anh em đánh các độ cứng như là UL, L, M, ML và MH, M, MH. Đấy. Chơi dòng này nó rất là phê. Đấy. Chơi cực phê luôn. Action này phê lắm đây.
À, quên, ông cho bác xem thông số tải con kia nó, những con kia thông số tải cũng từ từ 7 đến 15 LP nhé. À, có nghĩa là khoảng từ 4 cân, 3 4 cân cho đến khoảng độ 7 8 cân. Đây cũng vậy này. Đấy, đều sản xuất tại nhà Daiwa đặt ở Việt Nam nhé, đều sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt Việt Nam. Đây. Liên lờ tải của nó 6 đến 15 LP, có nghĩa cá từ 3 đến khoảng 7 8 cân nhá, 7 8 kg nhá. Đây là bộ thứ 3 này. Bộ thứ tư này. Bộ thứ tư thì là đi với cần Crossfire X 702MH. Đấy, 702MH thì con này nó tải cá từ 8 cho đến 17 LP. Có nghĩa từ 4 cho đến khoảng độ 8 9 cân. Đấy. Đấy, sản xuất tại Main Việt Nam này. Đấy, đánh cần lùa thì các bác biết rồi, chơi sướng lắm. Không phải lăn tăn nha. Đấy. Đây là bộ thứ tư nhá, bộ thứ tư nhá. Giá thì em báo ở đầu video hết rồi nhá. Em báo ở đầu video rồi. Giờ chỉ anh em thích lấy bộ nào thôi thì alo. Đấy. Bộ thứ tư rồi, sang bộ thứ năm này. Bộ thứ năm thì là cần Ultralight. Ultralight nhá. Đấy, độ cứng UL. Đấy, dài 1m65. Đấy, hàng carbon anh em nhỉ. Đấy, tất cả mẫu này đều là hàng carbon. Chẳng qua phần trăm carbon cao hay thấp này. Đấy, đẹp long lanh luôn. Anh em nhìn màu này. Đây là này, nó ánh lên này. Cái này do môi trường ánh sáng nó khó nhìn. Đấy. Đấy nha. Thiết kế này. Đấy, rất đẹp luôn, nói thật các bác, không phải lăn tăn gì cả. Với một cái cần chính hãng như này thì không phải nghĩ gì cả. Đấy. Đấy, thiết kế đầu alo này. Đấy, không phải lăn tăn cái gì cả nhá. Và cuối cùng là bộ thứ 6. Bộ thứ 6 thì là cần 21, cũng là cần 21 nhá. Độ cứng là độ cứng là M. Đấy, cũng tải cá từ 3 đến khoảng độ 7 8 kg. Có cái bộ Ultralight kia thì tải cá nó mức tải an toàn nhá, là tải bo sống ấy, là nó chỉ khoảng tầm từ 5 lạng cho đến khoảng độ 3 kg đổ lại thôi nhá anh em ạ. Tải an toàn là khoảng 3 kg đổ lại, không quá đâu nhá. Quá thì anh em dòng thôi. Đấy, nên các bác nhớ vậy. Nhớ anh em không nắm được cái thông số của cần này, khi anh em bo ấy, chúng ta bo quá lực của nó thì quá độ cong của cần nó sẽ lổ. Đấy, còn dòng thì thực tế những con kiểu như con Ultralight anh em dòng cá 10 kg vẫn dòng được, dòng bình thường anh em, không phải lăn tăn. Em câu rồi, nhiều anh em cứ bảo cần yếu không câu được, không phải đâu, câu thoải mái đấy. Nó còn tùy vào cái môi trường anh em câu, nó có vật cản hay không có vật cản. Có vật cản thì đương nhiên là những cần nó độ mềm nó cao thì nó sẽ là một cái bất lợi. Đấy, nhưng được cái là đối với những chỗ không vật cản thì nó làm dòng nó cực phê luôn. Nó cảm xúc nó đến từng ngón tay một này. Đấy, nó chuyển đến tận dây thần kinh của từng ngón tay một. Đấy. Đến đánh thì tùy các bác thôi. Tùy người chơi. Mỗi anh em có cảm nhận một cách chơi khác nhau. Đấy. Anh em nào thích mẫu nào thì alo cho em. Hiện tại bên Danh Trường Phát Sinh rất nhiều mẫu máy lua anh em nha. Rất nhiều mẫu máy lua từ 2.000 cho đến 4.000 nha, 4.000. Có đủ các loại từ si cho đến đai, hàng bình dân, phổ thông. Em không nhập những hàng cao hơn. Đấy, ví dụ các mẫu máy đấy thì chỉ dao động từ khoảng 900 đổ lại. Anh em 900 đổ lại nhé. Còn những mẫu trên triệu là bên em không nhập. Chủ yếu anh em nhập cho hàng cho anh em tập chơi. Máy thứ hai là anh em ít tiền. Đấy, vừa tiền, vừa túi tiền thôi. Anh em chơi thoải mái. Đấy. Nó gãy nó không sót, gãy xong chúng ta đầu tư gây khác, không phải lăn tăn. Đấy, nếu mà anh em chơi cần đắt tiền rồi thì phải có điều kiện. Đấy, nếu chơi gãy một cây cần độ 5-7 triệu, hỏng con máy độ khoảng độ 5-7 triệu, đơn giản độ 2-3 triệu rồi, anh em đã sót đứt hết ruột rồi. Vì đây cả một bộ cần nó cũng chỉ rơi vào chưa đến 2 triệu, chưa đến 2 triệu, nhé, chưa đến 2 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Đấy, cũng có mẫu thì em ghép vào nó sẽ rơi vào, cả bộ cần nó sẽ rơi vào khoảng hơn 2 triệu. Nhưng mà nó chưa đáng kể gì với so với một con cần, một con máy như bác đang chơi nhá. Đấy, bắt đầu cần thì alo cho em nhé. Vì em phục vụ đây là phụ đa phần, nếu hàng nuôi em phục vụ đa phần anh em tập chơi và anh em điều kiện kinh tế nó vừa túi tiền nhá. Đấy, chứ không phải là em cái mảng này thì em không tập trung vào đầu tư mạnh vì em không có nhiều mẫu đắt tiền. Các bác mà muốn hỏi mẫu vài triệu ấy thì là bên em không có đâu. Nói chung là kể cả cần máy ngang hay máy đứng ấy, bên Danh Trường Phát Sinh đầu tư vào thì chủ yếu là các mẫu khoảng tầm 1,5 triệu đổ lại anh em nhé.
Đấy, bạn nào nhu cầu thì alo em nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Hiện tượng bị lừa đảo, đấy, mạo danh trục lợi bên Giang Trường Phishing. Thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé. 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331. Và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang, đấy, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang, và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy. Bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch. Đấy. Không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dùng hai số điện thoại trên các bác nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá. Và giao dịch bằng hai số tài khoản. Đấy. Một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng, Agribank. Đấy. Đấy, bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào, đấy, mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Phishing. Đấy, thì tất cả các video của Giang Trường Phishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu. Đấy, để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh, vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá. Các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên các anh em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Đấy, trân trọng cảm ơn các bác. Đây là hàng của Nguyễn Văn Việt ở thành phố Hồ Chí Minh nhé, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là hàng của bác Vũ Chiến ở Lục Ngạn Bắc Giang. Đây là hàng của bạn Lê Kiều Hoa ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tiếp theo là hàng của bạn Trọng Lưu ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là hàng của anh Tiệp ở Chi Lăng, Lạng Sơn. Đây là hàng của bạn Lương Thủy ở tỉnh Hà Giang. Còn đây là hàng của bạn Phú ở tỉnh Ninh Thuận. Tiếp theo là hàng của bạn Tâm ở Sơn Động, Bắc Giang. Còn đây là hàng của bạn Lê Kiều Hoa ở tỉnh Yên Bái. Đây vẫn là hàng của bạn Lương Thủy ở tỉnh Hà Giang. Còn đây là hàng của bạn Tâm ở Sơn Động, Bắc Giang. Đây là hàng của bạn Phạm Đức Trọng ở Bắc Ninh. Còn đây là hàng bạn Nguyễn Đình Long, Thanh Hóa. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Văn Tiệp ở tỉnh Ninh Bình. Còn đây là hàng của bạn Vũ Văn Thắng ở tỉnh Bình Dương. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Anh Phương, Đông Đa, Hà Nội. Hàng đầu xuân của nhà Giang Trường đây. Đây là hàng của bạn Trương Hữu Tiến ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hàng của anh Dũng gửi về từ Sơn Bắc Ninh. Con cần phân tôm các bạn ạ. Đây là hàng của bạn Nguyễn Đăng Việt gửi về bến xe Mỹ Đình. Máy e của em, 2 lô.
Đây là hàng của bạn Bùi Ngọc Đóa ở Nam Đàn, Nghệ An. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Đức Hải, quận Đống Đa, Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Bế Thanh Hoàng, Phú Lương, Thái Nguyên. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Công Mạnh, Phú Thọ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Còn đây là hàng của bạn Lê Hồng Lâm ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Minh Dương ở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Crocast 5000 và dù Bipu 2.0. Còn đây là hàng của bạn Hòa Bảo ở Tây Yên Tử, Sơn Động, Bắc Giang. Đây là hàng của bạn Phạm Văn Chất ở tỉnh Phú Thọ. Tiếp theo là hàng của Bế Thanh Hoàng ở Phú Lương, Thái Nguyên. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Bắc, Đan Phượng, Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Vũ Hồng Tuấn, Thanh Liêm, Hà Nam. Đây là hàng của bác Ngô Lân Phương, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Còn đây là hàng của anh Linh ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Đây là hàng của anh Dũng gửi về từ Sơn Bắc Ninh. Con cần phân tôm các bạn ạ.